tiết lộ siêu bí mật về thị trường chứng khoán việt nam a khi lập doanh nghiệp thì sẽ có hai loại vốn vốn tự có tức là tài sản của người lập ra như tiền mặt bất động sản bằng phát minh sáng chế vốn đi vay khi chưa lên sàn thì vay ngân hàng và vay từ người khác với lãi vay rất cao khi doanh nghiệp không còn khả năng vay ngân hàng và các chủ nợ khác nữa thì họ đăng ký lên sàn chứng khoán và đóng gói khoản vay tên gọi là cổ phiếu bán cho nhà đầu tư trên sàn chứng khoán b trò chơi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán người nào mãi lời và người nào mãi lỗ hiệp một khi lên sàn lần đầu tiên thì ủy ban chứng khoán nhà nước cấp cho doanh nghiệp 10 triệu cổ phiếu Ủy ban chứng khoán kêu doanh nghiệp bán hết 10 triệu cổ với giá càng cao, thu tiền về càng nhiều thì đạt chỉ tiêu doanh số và tặng bằng khen best-sell, phòng học học đồng quản trị treo 88 cái bằng khen huy chương. Ví dụ kéo cổ phiếu lên 30k bán hết 10 triệu thì thu về 300 tỷ và cấp vào kho của các ngân hàng là ông chủ nợ lớn của các doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã lỡ mua cổ phiếu với giá 30k và hết cổ phiếu để bán, doanh nghiệp thì đã đem tiền nhà đầu tư bỏ vào túi riêng nên giá cổ phiếu đạt đỉnh, vài ngày sau có một số nhà đầu tư sốt ruột bán giá thấp từ đó tạo hiệu ứng các nhà đầu tư khác bán theo thế là giá cổ phiếu giảm mạnh 50 đến 90%. Hiệp hai và hiệp thứ N. Khi các doanh nghiệp bán hết cổ phiếu của mình do ủy ban chứng khoán cấp lần đầu thì họ xin ủy ban chứng khoán thêm cổ phiếu để bán, ví dụ xin 200 triệu cổ giá 10k tức là tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ. Khi họ bán hết 200 triệu cổ này thì lại xin 200 triệu cổ mới để bán tiếp. Doanh nghiệp cứ bán hết cổ và xin thêm cổ phiếu mới khoảng chín, 10 lần thì sẽ công bố thua lỗ nặng, phá sản và muốn hủy niêm yết vì quỹ ban chứng khoán không cho thêm cổ phiếu nữa vì họ đem tiền đã bán cổ phiếu nhập vào kho của ngân hàng nhà nước nhưng không muốn trả lại, do đó hủy niêm yết là phương án tối ưu nhất. C, ví dụ thực tế. Các doanh nghiệp xếp hạng bestseller về bán cổ phiếu trong thời gian nhanh nhất tính đến tháng 8 năm 2022. Quán quân là cổ phiếu dê, dê với số lượng cổ phiếu ban đầu là 8 triệu, sau 13 năm đã bán được 609 triệu, tức tăng 76 lần. Do đó hàng năm dê, dê được nhận rất nhiều giải thưởng danh giá. Á Quân là cổ phiếu HT với số lượng cổ phiếu ban đầu là 5,5 triệu, sau 14 năm đã bán được 268 triệu, tức tăng 48 lần. Thứ ba là 6 với mức tăng 47 lần. Thứ bốn là HP với mức tăng 43 lần. Thứ năm là đồng chí FLC với số lượng cổ phiếu ban đầu là 17 triệu, sau 11 năm đã bán được 709 triệu, tức tăng 41 lần. FLC bị đình chỉ giao dịch và bị hủy niêm yết vì bán khoản nợ cho nhà đầu tư với tỷ lệ nhiều trong thời gian ngắn nhất, không được ủy ban chứng khoán cấp cho số cổ phiếu mới để bán nữa nên phải bị hủy niêm yết vì ở trên sàn không có việc gì để làm nữa. Vậy Dấu hiệu để nhận biết doanh nghiệp nào sắp bị đình chỉ giao dịch và hủy niêm yết. Bình luận bên dưới bài viết để Louis sẽ viết tiếp.